Viết đoạn văn miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Pháp. Để viết một đoạn văn miêu tả ngôi nhà, chúng ta cần nắm các từ vựng liên quan đến ngôi nhà, như tên gọi các phòng trong nhà, tên các vật dụng trong nhà. Ngoài ra còn cần phải biết về các giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Pháp. Về nội dung của đoạn văn, chúng ta có thể mở đầu bằng việc giới thiệu sơ về ngôi nhà bằng các thông tin về vị trí, kích thước, số tầng. Tiếp theo, chúng ta miêu tả cấu trúc của ngôi nhà. Và cuối cùng là nêu cảm nghĩ về ngôi nhà của mình. Sau đây, chúng ta hãy cùng xem một đoạn văn mẫu miêu tả về một ngôi nhà. J'habite une maison avec deux étages dans un quartier paisible. Elle est claire et assez grande pour ma famille. À l'extérieur, il y a un garage et un jardin plein de fleurs. En entrant dans la maison, je vois d'abord une salle de séjour où se trouve seulement un canapé, une télévision et une étagère. Derrière cette étagère, il y a une petite cuisine. Malgré sa taille modeste, elle est bien équipée avec cuisinière, évier, réfrigérateur et ustensiles. Au premier étage, il y a le bureau de mon père à gauche de l'escalier et la chambre de mes parents à droite. Ma chambre et celle de ma sœur se trouvent au second étage. J'aime beaucoup ma chambre. C'est mon propre endroit que je peux décorer à mon goût. J'y mets un lit, un bureau et une armoire. Ma maison n'est ni trop grande ni trop petite. Je la trouve très agréable. Pour moi, c'est le lieu où ma famille passe ensemble des temps heureux.